tuyệt chiêu kết liễu rắn hổ mang, 6 cuộc tử chiến kinh hoàng nhất của mèo. Vũ trụ TV, giải trí không giới hạn. Mèo là một loài vật nuôi trong gia đình rất dễ thương, đáng yêu và gần gũi với con người. Chúng sở hữu tính cách tinh nghịch, thích leo trèo và làm nũng rất giỏi. Nhưng có một sự thật mà ít ai biết tới về loài mèo, đó là mỗi khi cảm thấy có nguy hiểm hay bị kẻ thù khác nhằm nhe đe dọa, mèo sẵn sàng khoác lên mình bộ mặt dữ tợn nhất, lao vào sống chết đến cùng. Mèo nhà hung hăng kết liễu rắn hổ mang chỉ bằng một cú vả. Hổ mang là loài rắn chứa nọc độc trên người sống ở vùng châu Á và châu Phi. Loài rắn này có nọc kích độc, chúng thường tấn công khi bị khiêu khích hay đe dọa. Khi rắn hổ mang cắn người, nọc độc tấn công thẳng tới hệ thần kinh trung ương, gây mờ mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh. Thông thường nọc độc của rắn hổ mang chúa có thể giết chết người chỉ sau 30 phút. Trong cuộc chiến đầu tiên này, một con rắn hổ mang có màn đụng độ với một con mèo nhà. Mặc dù sở hữu nọc độc chết người, nhưng con rắn cũng rất cẩn thận trước đối thủ này. Khi bị đối phương tấn công, con rắn lập tức dựng đứng nửa thân trước, phình mang đe dọa. Tuy nhiên, con mèo không hề tỏ ra sợ hãi mà tung ra những cú đánh nhằm thẳng vào đầu con rắn độc. Do cuộc chiến bất phân thắng bại nên cả hai đã quyết định rút lui. Tưởng chừng con rắn đã được an toàn thì bất ngờ nó lại gặp phải một con mèo khác. Lần này thì nó dính đòn chí mạng vào đầu và bị kẻ thù giết chết. Gà mái cướp mồi tinh vi ngay trước mắt mèo béo. Rất ít khi chúng ta bắt gặp cảnh một con gà và một con mèo giao chiến. Đa số gà mái sau khi đẻ trứng thường kêu cục tác. Tiếng kêu đẻ trứng của gà mái là một biểu hiện của sự hưng phấn. Bởi vì đẻ ra được một quả trứng không phải là việc đơn giản, đặc biệt là gà có tính mẫu tử mạnh mẽ. Thời gian ở trong tổ đẻ trứng tương đối dài. Tiếng kêu của gà mái còn có tác dụng là dụ dỗ con trống. Nếu như các bạn đi qua trại nuôi gà, thường có thể phát hiện thấy gà trống đang đợi ở bên cạnh ổ trứng. Khi gà mẹ rời khỏi ổ trứng kêu cục tác, nó sẽ nhảy lên giao phối. Thay vì làm thịt con mồi bé nhỏ ngay khi bắt được, thì con mèo béo này lại tha cho con chuột chạy và vờn đùa. Khi đã thỏa mãn với thú vui của mình, chú mèo định đánh chén chiến lợi phẩm thì từ đâu một con gà mái lao tới, cướp lấy con chuột và bỏ chạy. Trước cảnh tượng bất ngờ này, chú mèo xám chỉ biết lặng im đứng nhìn con gà cơ hội mang miếng ăn đi trong tiếc nuối mà không thể làm gì khác. Mèo nhà cả gan đối đầu sát thủ đầm lầy và cái kết hài hước. Là một loài bò sát lớn ưa thích môi trường nước, cá sấu có thể gây nguy hiểm với nhiều loài khác. Cá sấu được xem là một trong những loài động vật ăn thịt, sở hữu tốc độ săn mồi kinh ngạc, được mệnh danh là những sát thủ bẩm sinh với vô số vũ khí đáng sợ. Chưa hết, do được đánh giá là loài rất nhanh nhẹn ngay cả trong khoảng cách ngắn, thậm chí ngoài môi trường nước, cá sấu lại càng chứng tỏ chúng khá kiên nhẫn trong chờ đợi. Thậm chí chúng nằm bất động, chờ nhiều giờ để tóm được con mồi ngon. Khi nhìn thấy đàn cá sấu đang được du khách cho ăn, một con mèo đen đã lẻn vào trong chuồng. Ngay sau đó, nó tiến đến về phía một con cá sấu chưa trưởng thành, nằm há miệng sẵn chờ mồi. Nhiều người khi chứng kiến cảnh tượng này đều tỏ rõ sự lo lắng và cho rằng con mèo sẽ biến thành miếng mồi ngon cho cá sấu. Tuy nhiên, một cái kết khó tin đã xảy ra. Sau một hồi thăm dò, luôn giữ khoảng cách với con cá sấu, mèo nhà bất ngờ di chuyển tới trước mặt đối phương, rồi giơ móng vuốt lên, đe dọa sát thủ đầm lầy. Bị giật mình, con cá sấu hoảng sợ, lập tức tháo lui về hồ nước, còn con mèo ung dung giành phần thắng. Mèo nhà rủ nhau trêu rắn độc nhưng vẫn không ăn thua. Mặc dù có gần 3.000 loài rắn khác nhau trên thế giới, nhưng hơn 10% trong số này là có nọc độc. Trong số 10-15% đó, một phần rất nhỏ thực sự nguy hiểm đối với con người. Nọc độc của rắn là một dạng nước bọt đặc biệt có chứa một loạt xitosin và được lưu trữ giống như tuyến nước bọt của chúng ta. Một khi nọc độc được tạo ra và lưu trữ trong các tuyến này, nó không di chuyển trở lại qua cơ thể, nơi nó có thể lây nhiễm các mồ khác, giống như trong con mồi của chúng. Nọc độc được lưu trữ trong các tuyến được bảo vệ và đặc biệt này cho đến khi nó được di chuyển xuống qua các ống hẹp trong nanh và đưa vào con mồi của rắn. Sự xuất hiện của một con rắn hầu như luôn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng đối với hai chú mèo này thì không. Chúng quyết định áp sát con rắn, thò chân trước ra tát vào kẻ lạ mặt. Trong lúc bị cặp mèo nhà quấy rầy, con rắn độc ngẩng cao phần đầu thân trước thủ thế. Khi mèo tiếp cận quá gần, nó lao về phía con mèo với cú mổ chân người. Với sự nhanh nhẹn bẩm sinh, mèo dễ dàng né đòn tấn công của rắn độc. Tuy nhiên sau khi bị tấn công, hai con mèo tỏ ra dè chừng hơn hẳn. Mặc dù vậy, hai chú mèo dường như không hề có ý định buông tha cho con rắn. Đến cuối cuộc chiến, người quay clip đã dùng một cành cây để giải cứu con rắn. Người này thả con rắn vào một bụi cỏ cách xa những con mèo hiếu kỳ. Mèo đen rủ quạ đánh hội đồng mèo tam thể.
Mèo tam thể hay còn gọi với cái tên khác là mèo ba màu. Mèo tam thể không phải là một giống mèo thuần chủng, chúng chỉ được phân loại dựa theo màu lông. Đầu chú mèo ba màu này có hình tam giác, tỷ lệ thuận so với ngoại hình. Mắt của chú mèo này có màu nâu sáng, vàng. Nhìn vào trong mắt các bạn sẽ thấy mèo này có nhiều điểm khác biệt so với những chú mèo khác. Chúng mang một vẻ uy nghiêm hùng dũng. Chiếc mũi màu hồng được đặt giữa phần lông màu trắng phía trước mõm của chú mèo. Đôi tai hình tam giác không quá lớn được đặt trên phần cao nhất của đỉnh đầu. Bị rơi vào thế một mình chống mafia, chú mèo tam thể này cùng lúc phải đối mặt với nhiều kẻ tấn công vừa cùng loài, vừa khác loài. Sau một hồi thăm dò, con mèo đen chủ động lao vào tấn công mèo tam thể. Tiếp sau đó là những con quạ cũng lập tức lao vào góp vui. Cuộc ẩu đả căng thẳng chỉ kết thúc khi con mèo tam thể chớp thời cơ bỏ chạy khỏi những kẻ hung hăng. Ba con sói đồng cỏ bị mèo nhà diễu võ dương ngoài đánh đuổi. Sói đồng cỏ là loài vật săn mồi sống theo bầy đàn số lượng ít, chỉ phân bố ở vùng Bắc Mỹ. Dù chỉ nặng trung bình 14 kg, sói đồng cỏ rất nhanh nhẹn và giỏi đi săn. Chúng nổi tiếng thông minh và thích nghi tốt ngay cả trong môi trường khắc nghiệt trên thảo nguyên. Đây là loài ăn tạp, thường săn động vật gặm nhấm như thỏ, gago, sóc và con mồi lớn hơn như hoẵng, cáo. Lần này, sói đồng cỏ tìm đến nhà dân tìm thức ăn ở tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Tại đây, một cuộc chiến không cân sức đã diễn ra giữa ba con sói đồng cỏ và con mèo đen trắng tên Max. Mèo Max cong lưng, xù lông, nhe răng nanh và hất đuôi để khiến mình trông to, đe dọa những con sói đồng cỏ. Max từ từ lắc lư cái đuôi đen của mình như một lá cờ chiến đấu. Max nhảy lùi lại, đôi mắt màu vàng lấp lánh trên camera an ninh khiến con sói phải rút lui. Hai con chó sói khác nghĩ rằng chúng có thể bắt con mèo này, nhưng Max lườm chúng và xoay người về phía chúng. Bầy sói tìm cách cắn Max nhưng nó không hề nao núng, liên tục giương vuốt cao. Bàn chân dang rộng khiến một con sói lớn gấp vài lần sợ hãi đến mức không ngừng lùi lại và con khác phải nhảy lên bức tường để thoái lui. Sau đó, ông bà chủ mèo Max can thiệp kịp thời và giúp con mèo xua đuổi bầy sói khuất bóng. Các bạn thân mến, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết mất rồi. Các bạn cảm thấy cuộc chiến nào là đáng sợ nhất? Hãy bình chọn bằng cách comment ngay để cho mọi người cùng được biết với nhé. Và nếu như mà các bạn có những ý tưởng hay là những comment thú vị thì hãy comment ngay để Ekip Vũ Trụ thực hiện và gửi đến các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe để theo dõi những video siêu hot phát sóng trên 2 khung giờ 9:30 và 17:30 mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Vũ Trụ TV. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!